Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với trường nhắn của Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ học một mẫu ngữ pháp mới trong chương trình N5. Và để biết mẫu ngữ pháp đó là gì thì xin mời các bạn hãy quan sát bức tranh sau đây. Và từ bức tranh thì các bạn có thể thấy là cô gái này đang xem TV đúng không các bạn? Và cô ấy cảm thấy cái chương trình này rất là thú vị. Vậy thì từ quan điểm của cô ấy thì mình sẽ có câu như sau. Watashiwa kono bangumi wa omoshiroi to omoimasu. Tôi nghĩ rằng cái chương trình TV này rất là thú vị. Vậy thì mẫu ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ học là tố môi mát, và đứng trước tố môi mát sẽ là thể thông thường. Ý nghĩa của mẫu ngữ pháp này là tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng, thể hiện sự phỏng đoán, ý kiến chủ quan của cá nhân về một vấn đề, sự việc nào đó. Và để hiểu hơn về mẫu ngữ pháp này thì chúng ta sẽ luyện tập các bạn. Ở bức tranh này thì mình có thể thấy bé gái này đang xem dự báo thời tiết, và ở đây nó có cái ký hiệu hình cái ô, có nghĩa là trời sẽ mưa. Từ sự việc đó thì bé gái sẽ đoán rằng Achita ame ga furu to omoimasu. Tôi nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa. Rồi ở ví dụ này là hai người bạn đang nói chuyện với nhau và cô gái hỏi là Taro kun wa oyogu koto ga dekimasu ka? À, bé Taro thì có thể bơi không? Và cậu bạn này thể hiện suy đoán của mình là Ie, dekinai to omoimasu. Tôi nghĩ là không thể đâu. Ở mẫu ví dụ này thì các bạn có thể thấy đây là hình ảnh của nội phụ sĩ đúng không? À, nội phụ sĩ thì rất là cao đúng không nhỉ? Rồi áp dụng mẫu ngữ pháp ở trên thì mình sẽ có câu Fujisan wa takai to omoimasu. Tôi cho rằng núi Phú Sĩ thì cao. Và đây là hình ảnh của tàu điện đúng không các bạn? Và tàu điện của Nhật Bản thì rất là tiện lợi đúng không nào? Vậy mình sẽ nói câu là Nihon no densa wa benri da to omoimasu. Tôi nghĩ rằng tàu điện của Nhật Bản thì rất là tiện lợi. Và bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới. Đội ngũ giáo viên trường nhắn của Hoa Sen sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Minasan, sayonara.